Hôm nay Sa Vân xin phép giao lưu đến anh chị em một bộ tam thế gồm có ngài A Di Đà, ngài Đại Thế Chí và Mẹ Quan Âm. Bên cạnh đó là kèm thêm một cái lư, có lư sông Trầm nhỏ như thế này. Thì em thấy cái lư này khi để vào này nó đổ bộ, nên khi mình trưng bày cũng được, mình trưng bày chiêm ngưỡng được cũng được, nó rất là phù hợp với cái bộ lư như thế này. Cái sản phẩm này thì cao 22 cm, chất liệu bằng đồng. Anh chị em nha. Bộ này là 3 tượng cộng với cái lư chất liệu bằng đồng, cao 22 cm. Cái lư thì hình như là cao 12,5, đúng rồi, cái lư cao 12 cm, dài 11 cm. Cái lư này là lư bằng đồng. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ Kha Vương 0814721262. Kha Vương cũng xin nói rõ thì cái bộ này đó chỉ có là 1,6 triệu thôi, có nghĩa là 1,6 triệu là gồm cả cái lư nha anh chị mình nha, gồm cả cái lư này luôn là tổng bộ này chỉ có 1,6 triệu. Kha Vương cảm ơn nhiều.